Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Gần đến lễ vượt qua của người Do Thái, Đức Giêsu lên thành Jerusalem. Người thấy trong đền thờ có những kẻ bán chiên bò bồ câu và những người đang ngồi đổi tiền. Người liền lấy dây làm roi mà xua đuổi tất cả bọn họ cùng với chiên bò ra khỏi đền thờ. Còn tiền của những người đổi bạc, người đổ tung ra và lật nhào bàn ghế của họ. Người nói với những kẻ bán bồ câu, đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà cha tôi thành nơi buôn bán. Các môn đệ của người nhớ lại lời đã chép trong Kinh Thánh, vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây sẽ phải thiệt thân. Người Do Thái hỏi Đức Giêsu: ông lấy dấu lạ nào chứng tỏ cho chúng tôi thấy là ông có quyền làm như thế? Đức Giêsu đáp: các ông cứ phá hủy đền thờ này đi, nội ba ngày tôi sẽ xây dựng lại. Người Do Thái nói: đền thờ này phải mất 46 năm mới xây xong, thế mà nội trong ba ngày ông xây lại được sao? Nhưng đền thờ Đức Giêsu muốn nói ở đây là chính thân thể người. Vậy khi người từ cõi chết trỗi dậy, các môn đệ nhớ lại người đã nói điều đó. Họ tin vào Kinh Thánh và lời Đức Giêsu đã nói. Trong lúc Đức Giêsu ở Jerusalem vào lễ dịp vừa qua, có nhiều kẻ tin vào danh người bởi đã chứng kiến các dấu lạ người làm. Nhưng chính Đức Giêsu không tin họ, vì người biết hết thảy họ và không cần ai làm chứng về con người. Quả thật, chính người biết có gì trong lòng con người. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, có người Công giáo nào mà không biết đến kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời không? Tôi chắc là không. Đã là người Công giáo thì phải biết kinh Mười Điều Răn chứ. Và nhiều người trong anh chị em mỗi lần đi xưng tội đó thì mình dựa vào kinh Mười Điều Răn để xét mình, phải không? Tôi từng có lần nghe một người vào xưng tội là: thưa cha, điều răn thứ nhất con không có, điều răn thứ hai con có 5 lần. Thì tôi nói với người đó là: nếu mà không có tội thì xưng làm cái gì? Điều răn nào mà mình không phạm tới thì xưng làm chi? Nói vậy để anh chị em thấy là người Công giáo chúng ta rất quen với kinh Mười Điều Răn Đức Chúa Trời, thuộc lòng luôn. Nhưng nếu bây giờ tôi đặt câu hỏi là: thế kinh Mười Điều Răn đó nguồn gốc là từ đâu? Và tại sao Chúa lại đặt ra Mười Điều Răn để làm cái gì? Không chừng là khó ạ. Mà bài đọc thứ nhất hôm nay là kinh Mười Điều Răn này, rồi kết hợp với bài tin mừng là câu chuyện về Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Thế thì tôi nghĩ đây là cơ hội tốt để giúp chúng ta hiểu lời Chúa hơn, hiểu kinh Mười Điều Răn hơn. Tôi muốn gợi ý với anh chị em 3 điều. Thứ nhất, Mười Điều Răn là những điều khoản của giao ước. Chúa ban bố Mười Điều Răn lúc nào? Nếu mà chúng ta đặt cái kinh Mười Điều Răn vào trong bối cảnh của sách Xuất Hành thì anh chị em sẽ thấy sau khi Chúa giải thoát dân Do Thái khỏi đất nô lệ Ai Cập, họ bắt đầu hành trình tiến về miền đất hứa. Và khi đến Sinai thì Chúa lập giao ước với họ. Chúa lập giao ước để nếu mà họ chấp nhận thì họ sẽ là dân của Chúa, là sở hữu của Chúa,
và Chúa sẽ là Chúa của họ. Và tất cả mọi người đều bằng lòng, đều đồng ý. Thế thì lúc đấy Chúa ban bố 10 lời mà bây giờ chúng ta gọi là 10 điều răn. Đó chính là những điều khoản của giao ước. Và Chúa ra lệnh cho ông Mô-xê là phải viết 10 điều răn đó trên một tấm bia. Tấm bia đó quý trọng lắm đối với người Do Thái. Cho nên 10 điều răn Đức Chúa Trời là những điều khoản của giao ước Chúa đã lập giữa Ngài và dân của Ngài. Để cho dễ hiểu, bây giờ anh chị em nhớ lại một đôi bạn thanh niên nam nữ yêu thương nhau và quyết định nên vợ nên chồng với nhau. Họ dẫn nhau đến nhà thờ làm lễ cưới, và hai người trước mặt linh mục và trước mặt cả cộng đoàn hứa làm sao? Hứa sẽ giữ lòng trung thủy với nhau khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh hoạn cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng nhau suốt đời. Họ yêu thương nhau và bây giờ họ ký kết với nhau một giao ước, và cái điều khoản của giao ước đó là trung thủy, là yêu thương, là tôn trọng nhau suốt đời. Bây giờ anh chị em thử tưởng tượng thôi, một anh thanh niên đang đứng ở ngoài đường, tình cờ gặp một cô nào đó, kéo cô ấy vào và nói với cô ấy là: cô phải giữ lòng trung thủy với tôi đến trọn đời, có được không? Chắc là ăn một cái tát, rồi sau đó là vào đồn công an thì chứ. Xong rồi bắt người ta trung thủy với ông, chắc là chỉ có mát thôi. Còn khi đôi bạn thanh niên nam nữ họ nói với nhau ngay giữa nhà thờ này, hứa với nhau một cách trọng thể như thế, là bởi vì họ ký kết với nhau một giao ước yêu thương. Họ gắn bó nên vợ nên chồng với nhau. Tương tự như vậy đó, anh chị em có thể gặp một người không tin Chúa mà bảo với người ta rằng ông phải giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời. Mình có được quyền nói vậy không? Lấy quyền gì mà bắt người ta giữ? Người ta có tin Chúa đâu. Nhưng mà chúng ta này, giữ 10 điều răn Đức Chúa Trời bởi vì mình đã chịu phép rửa tội. Và trước khi linh mục đổ nước rửa tội cho mình, thì mỗi người trong chúng ta đã tuyên xưng: tôi từ bỏ ma quỷ và tôi tin vào Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Mình ký kết một giao ước với Chúa, và việc giữ 10 điều răn đó là mình giữ những điều khoản của giao ước. Cho nên mùa chay này, nhớ lại phép rửa tội mình đã lãnh nhận, thì dựa vào 10 điều răn Đức Chúa Trời mà xét xem mình có trung thành với Chúa không. Đấy là điểm thứ nhất. Cái điều thứ hai tôi muốn gợi ý với anh chị em: 10 điều răn là những điều khoản của giao ước và đồng thời là nẻo đường của tự do. Có nghĩa là cái con đường qua đó giúp chúng ta trở thành những con người tự do thực sự. Khi anh chị em đọc kinh 10 điều răn Đức Chúa Trời thì đơn giản là chúng ta chỉ đọc là đạo Đức Chúa Trời có 10 điều răn, thứ nhất, thứ hai, thứ ba. Nhưng nếu mà chúng ta đọc ở trong Kinh Thánh như bài đọc thứ nhất hôm nay này, thì câu đầu tiên là gì? Ta là Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, Đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập, khỏi cảnh nô lệ. Câu đầu tiên là như vậy. Đấng ban bố 10 điều răn là Đấng đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Cho nên 10 điều răn mà Ngài ban bố là con đường để giúp họ sống tự do thực sự, không ở trong cảnh nô lệ nữa. Trong thực tế, nếu mà chúng ta đọc Kinh Thánh thì sẽ thấy người Do Thái được Chúa giải thoát khỏi ách nô lệ Ai Cập rồi, họ vào đất Chúa hứa rồi,
họ lại sa đà vào những thứ nô lệ khác, nô lệ các ngẫu tưởng, bỏ Chúa đi thờ các thần ngoại giáo, nô lệ quyền lực, vì ham muốn quyền lực mà giết chóc lẫn nhau, nô lệ xác thịt. Bao nhiêu ông vua sa đà vào chuyện sắc dục, mất cả vương quốc. Mà cái gốc vấn đề là gì? Là vì không trung thành với giao ước, là vì không giữ những điều khoản của giao ước, tức là 10 điều răn, rồi lại rơi vào cảnh nô lệ thôi. Cho nên 10 điều răn là con đường để giúp cho chúng ta trở thành người tự do thực sự. Tôi nghĩ điều này quan trọng lắm trong thời đại của chúng ta. Bởi vì không ít người nghĩ rằng trời ơi, theo đạo Công giáo mệt quá, phải giữ 10 điều răn, phải giữ bao nhiêu thứ luật lệ, mất hết tự do. Mà có thiệt vậy không? Tôi quen biết một linh mục ở Sài Gòn. Ngài coi sóc một giáo xứ ở ngoại ô, nhưng mà mỗi tuần thì Ngài đi vào dạy học ở trong học viện. Thì từ ngoại ô đi vào bằng Hồng Đa thì mất 45 phút. Ngài nói với tôi, đi mất 45 phút là bởi vì nó quá nhiều đèn xanh đèn đỏ trong thành phố. Giá như mà không có đèn xanh đèn đỏ, chắc mình đi không tới nửa tiếng đâu. Thế rồi đến một cái hôm cả thành phố nó cúp điện, thế là không có đèn xanh đèn đỏ. Anh chị em biết đi bao lâu mới tới nơi không? 2 tiếng. Đấy, không còn đèn xanh đèn đỏ, anh nào cũng chen nhau đi trước cả, cho nên là kẹt lung tung cả. 2 tiếng đồng hồ mới tới nơi. Hồi trước thì cứ nghĩ rằng là đèn xanh đèn đỏ nó làm cho mình đi nó lâu. Tôi cũng đã từng gặp một vài cặp vợ chồng tâm sự với tôi, nhờ luật Chúa mà chúng con còn giữ được hạnh phúc gia đình. Mà sao vậy? Là bởi vì có những lúc mà mệt quá thì chịu không thấu nữa, cho nên nghĩ là chỉ có ly hôn là xong thôi, chứ còn sống như thế này thì làm sao mà sống được. Nhưng mà luật Chúa không cho phép, thành thử ráng giữ. Bây giờ 4-5 năm nhìn lại để tạ ơn Chúa. Giá lúc đấy mà không có luật Chúa thì mình đã ly hôn rồi, gia đình là tan nát, con cái là không biết đi là nào. Cho nên đừng có nghĩ rằng lề luật làm cho mình mất tự do. Nhiều khi cái mà chúng ta gọi là tự do, nó chỉ là màn che bên ngoài để che đậy cái tình trạng nô lệ bên trong. Nô lệ ma quỷ, nô lệ tính xác thịt, nô lệ những ham muốn thấp hèn. Chính việc giữ 10 điều răn mới giúp cho chúng ta trở thành con người tự do. Tự do thực sự, lâu dài, đích thực. Điều cuối cùng tôi chia sẻ với anh chị em. Bài đọc thứ nhất nói đến kinh 10 điều răn. Và đang khi đó bài tin mừng để kể chuyện Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Jerusalem. Thế thì ăn nhập gì với nhau? Thì tôi giải thích anh chị em thấy nó ăn nhập ở chỗ nào. Đây, nhà thờ Công giáo của mình đây. Phần quan trọng nhất là cung thánh, phải không? Dán cung thánh. Hồi xưa còn có cái bao lơn ở đây ngăn giữa hai bên. Và trong gian cung thánh này là nơi quan trọng nhất, có bàn thờ, có nhà tạm cất mình thịnh Chúa, Chúa hiện diện ở đó. Thế còn trong đền thờ Jerusalem thờ Chúa Giêsu thì sao? Phần quan trọng nhất là gì? Phần quan trọng nhất người ta gọi là gian cực thánh. Và trong gian cực thánh đó, người ta để hòm bia giao ước, tức là cái tấm bia mà Chúa đã truyền lệnh cho ông Mô-xê viết 10 điều răn ở trên đó. Người ta đặt tấm bia đó vào trong một cái hòm bằng gỗ quý, và khi đi trong sa mạc, đi đến đâu người ta khiêng theo tới đó.
Và khi làm đền thờ Jerusalem thì người ta đặt hòm bia giao ước ở nơi cực thánh. Cho nên đền thờ là nhà của Chúa. Và mỗi một lần người Do Thái đến đền thờ Jerusalem là được nhắc nhớ cái giao ước mình đã ký kết với Chúa. Mà trong đó điều răn đầu tiên và quan trọng nhất là ngươi không được có thần nào khác đối nghịch với ta. Trong thực tế, người ta đâu có giữ được đâu. Các nghi lễ tế tự ở đền thờ long trọng lắm, ồn ào lắm. Thật ra thì người ta có buôn bán chiên bò hay là có bàn đổi tiền thì cũng dễ hiểu thôi. Không phải người ta buôn bán ở trong nhà thờ đâu anh chị em, người ta bán ở ngoài sân này kìa. Và sở dĩ mà phải buôn bán như vậy là để phục vụ cho những người đi lễ. Người ta mua chiên mua bò để người ta dâng cho Chúa. Rồi phải có cái bàn đổi tiền, dịch vụ kiều hối. Bởi vì bước vào trong đền thờ đó thì phải dùng cái tiền của đền thờ. Cho nên cũng có lý thôi. Nhưng mà nguy hiểm là chỗ này, dần dần người ta lạm dụng. Người ta biến thành một cái thứ dịch vụ làm ăn, kinh doanh, kiếm lợi. Thiên Chúa thay vì được tôn vinh thì người ta biến Ngài thành công cụ cho người ta làm ăn, kinh doanh. Tội nó nằm chỗ đó. Cho nên Chúa Giê-xu mới phản ứng dữ dội. Chúa Giê-xu xua đuổi con buôn ra khỏi đền thờ. Và Ngài tuyên bố là đừng biến nhà cha ta thành nơi buôn bán. Giáo hội chúng ta phải cảnh giác. Đừng bao giờ để cho giáo hội của mình trở thành công cụ cho bất cứ một cái thứ gì khác ngoài là khí cụ của Thiên Chúa. Dù là công cụ chính trị hay là công cụ làm ăn kinh tế đều không được. Phải là khí cụ của Chúa thôi. Và đồng thời mỗi một người phải nhìn vào chính mình. Thánh Phaolô nói: anh em không biết anh em là đền thờ của Thiên Chúa sao? Mỗi chúng ta là đền thờ của Chúa này. Cho nên mình phải nhìn vào chính mình và tự hỏi rằng: thế thì trong cái đền thờ tâm hồn của tôi có thực sự Thiên Chúa là trên hết không? Hay có một ngẫu tượng nào đó nó đang ngồi chễm chệ ở đó, còn Chúa chỉ là hàng thứ hai, thứ ba thôi? Trong cuộc đời của tôi có thực sự là Thiên Chúa được tôn vinh không? Hay Thiên Chúa là hàng thứ yếu? Và khi chúng ta tự đặt câu hỏi như vậy thì mình sẽ thấy không chỉ có đền thờ Jerusalem, nhưng mỗi người chúng ta cần cộng tác với ơn Chúa để thanh tẩy tâm hồn mình, thanh tẩy đời sống của mình, để thực sự là những người trung thành với giao ước đã ký kết với Chúa, thực sự là môn đệ của Chúa Giê-xu. Và đó là điều Chúa mong ước nơi chúng ta, nhất là trong mùa chay thánh này. Amen. Thánh lễ TV trân trọng cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đăng ký kênh. Kính chúc quý vị luôn được mạnh khỏe, bình an trong Chúa và mẹ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.